Chào mừng bạn đến với podcast 5am, chuyên về sức khỏe, ăn thua và phong cách sống. Xin chào các bạn. Một tuần mới nữa đã đến và rất là cảm ơn các bạn cũng như các anh chị đã rất là yêu quý kênh. Trong một cái chặng đường phát triển của kênh 5am, tất cả các anh chị em trong ekip luôn hướng đến những điều tốt đẹp cho mọi người. Và thật sự, cả ekip cũng không ngờ mình đã đi đến ngày hôm nay. Từ một ý tưởng ban đầu là chia sẻ về ăn thô, tiếp theo đó là đến nhịn ăn, tới những phương pháp thải độc như là làm sạch đại tràng, vận động thể dục, yoga, thiền, v.v. thì kênh dần dần đã trưởng thành và mở rộng thành một nơi nuôi dưỡng lòng biết ơn, nuôi dưỡng sự tỉnh thức và bình an. Tôi đã nghe ở đâu đó một câu nói: hãy xây dựng thế giới của mình thật đẹp, thật phong phú, để bất kỳ ai cũng muốn ở lại thế giới đó mãi mãi. Với các anh chị mới đến thăm kênh lần đầu tiên, thì xin chào mừng các anh chị đến với một thế giới thật xinh đẹp, thật hấp dẫn và luôn bình an. Trong giai đoạn này, chúng tôi có rất là nhiều hứng thú về đề tài tỉnh thức, bởi vì tỉnh thức chính là yếu tố chữa lành quan trọng nhất trong tất cả. Nói về chữa lành về thể chất thì kênh đã chia sẻ rất là nhiều cách, thì các anh chị có thể tìm hiểu ạ. Về sức khỏe tinh thần thì với hai từ khóa tỉnh thức, nó đã bao hàm rất là nhiều thứ để chúng ta có thể chữa lành. Tôi luôn cảm thấy biết ơn và may mắn khi ở trong không gian của sự tỉnh thức. Khi ấy chúng ta sống rất là thoải mái, rất là bình an và không còn một cái gánh nặng nào ở trên người nữa. Chúng ta sẽ tận hưởng mỗi phút giây, mỗi một khoảnh khắc, mỗi một sự việc xảy ra trong ngày đều là một món quà. Mỗi ngày chúng ta sống như là một lễ hội, mỗi ngày như là được sinh ra một lần nữa, giống như là một đứa trẻ. Tỉnh thức đơn giản là chúng ta không còn cái tôi. Nếu mà cái tôi không còn thì không có khổ, không có tổn thương, không có buồn, không có trách móc hay là phán xét chê bai. Khi mà không có cái tôi thì chúng ta sẽ tìm thấy chân phúc, một cái niềm hạnh phúc thật sự mà không đến từ một cái lý do nào cả, không đến từ bên ngoài. Cái niềm hạnh phúc nó từ sâu bên trong. Tại sao gọi tỉnh thức là yếu tố chữa lành quan trọng nhất trong tất cả? Cái sự căng thẳng hay là những vấn đề về tinh thần nó xuất phát từ đâu? Tôi của trước đây cho rằng cái sự căng thẳng của chính mình đến từ cuộc sống này, đến từ công việc, đến từ gia đình, đến từ xã hội, đến từ cái việc có quá nhiều thứ để mình quan tâm, lo lắng. Thì cái sự căng thẳng đó nó sẽ dẫn đến chúng ta rất là nhiều những căn bệnh mà chúng ta gọi là những căn bệnh chung thời hiện đại, như là bệnh táo bón, đau bao tử, mất ngủ, rối loạn lo âu, trầm cảm. Khi mà chúng ta căng thẳng kéo dài thì mỗi một cái việc xảy ra rất là nhỏ thì nó cũng bùng phát lên một cái cơn giận. Và cái sự giận dữ đó nó gây rất là nhiều những cái mặt hại trong sức khỏe, nhất là sức khỏe về tim mạch. Và một hôm nào đó đẹp trời, các anh chị hãy ngồi ở trước một cái quán cà phê để nhìn gương mặt của những người xung quanh đang đi qua đi lại. Thì chúng ta hãy thử xem bao nhiêu trong những cái gương mặt đó đang rất là thư thái, đang rất là bình an, đang đi bộ một cách nhẹ nhàng, ung dung và đang rất là vui vẻ và tận hưởng cuộc sống. Hay là phần lớn trên cái con đường đó là những gương mặt đăm chiêu, những cái nhíu mày, một cái ánh nhìn xa xăm đang nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai, lo toan về một cái điều gì đó mà chúng ta có thể cảm nhận qua ánh mắt. Những cái nhịp bước chân nhanh, những cái bữa ăn vội vã, chúng ta có thể cảm nhận cái sự căng thẳng từ cuộc sống hiện đại. Đó chính là lý do ngày nay rất là nhiều những cái bác sĩ hoặc là những cái nhà khoa học, họ nghiên cứu về tâm linh, về thiền, về tâm lý học để giúp cho chúng ta giải quyết những vấn đề về căng thẳng, lo âu. Đối với chúng ta, khi mà đã tỉnh thức thì chúng ta sẽ cảm thấy không cần đến căng thẳng mới có thể hoàn thành công việc. Hoặc là giả sử nếu mà có căng thẳng thì chúng ta vẫn thấy nó là một cái điều rất là tốt để cho mình có một cái động lực.
Lấy ví dụ khi mà phát triển cái kênh podcast này thì mỗi tuần tôi sẽ ra 2 video. Và với các anh chị làm nội dung thì chúng ta biết ít nhiều sẽ có áp lực khi mà phải ra video đều đều như vậy. Cái sự áp lực hay là căng thẳng nó sẽ đến khi mà mình có sự lo lắng về quá khứ và những cái sự nhìn xa về tương lai. Còn nếu mà khi mình nhìn vào hiện tại, ví dụ như khi làm podcast này, tôi cũng không có nhìn vào quá khứ là mình đã làm được bao nhiêu, và nhìn vào những cái chỉ số là cái số người xem hoặc là cái thành tích của mình trong quá khứ nó là bao nhiêu, hoặc là mình nhìn vào tương lai, mình nhìn thấy là cái sự phát triển của mình nó như thế nào, mình kỳ vọng, mình mong muốn, thì khi đó nó sẽ có cái sự áp lực, có cái sự lo nghĩ. Nhưng mà khi mà thật sự sống trọn vẹn trong hiện tại, sống trọn vẹn trong cái bây giờ, hay còn gọi là sự tỉnh thức, thì mình rất là hạnh phúc. Mình làm điều này trong khoảng thời gian rảnh rỗi, trong khoảng thời gian mà mình thư giãn, mình rất là hạnh phúc, rất là bình an. Và mình biết ở đâu đó những anh chị đang nghe podcast này cũng đang rất là hạnh phúc, đang rất là bình an. Có thể anh chị đang nghe với một nụ cười, giống như là tôi đang cười khi mà nói lên những cái điều này. Và các anh chị biết là khi mà làm về đề tài tỉnh thức thì tôi không có kịch bản, tôi chỉ nói theo những cái điều mình đang suy nghĩ trong đầu, và mình rất là vui. Nó không có cái gì là chuẩn bị trước, cho nên những cái điều nó đến rất là tự nhiên. Nhờ vậy mà mình làm một cái công việc mà mình yêu nó, mình quý nó, và mình đã hạnh phúc rồi, mình đã đủ đầy và trọn vẹn trong cái phút giây này rồi. Tỉnh thức nó đơn giản là vậy thôi các anh chị. Ngồi đây nói chuyện trong cái sự tĩnh lặng và bình an thì nó đã đủ hạnh phúc. Dù chúng ta có một cái chế độ ăn tuyệt vời như là chế độ ăn thô, chúng ta có một cái kiến thức về thải độc mạnh mẽ như là thải độc đại tràng, nhịn ăn, rồi chúng ta vận động thể thao, thế nhưng mà khi mà tinh thần của chúng ta vẫn còn cái sự lo lắng, thì chúng ta vẫn luôn cảm thấy mình vẫn còn thiếu thiếu một cái gì đó, và chúng ta vẫn luôn thấy cơ thể mình chưa sạch, vẫn luôn cảm thấy là mình phải làm cái này, mình phải có cái kia, mình phải thục tháo thêm vài chục lít, mình phải tìm một cái loại trái cây nào đó nó phải là superfood, phải là siêu thực phẩm để mình ăn vô cho mình khỏe hơn, mình khỏe hơn nữa. Thì khi mà như vậy thì chúng ta vẫn bị căng thẳng, dù chúng ta đang có một chế độ ăn rất là tốt thì chúng ta chưa hẳn gọi là khỏe. Ngược lại, có một số anh chị là vẫn ăn thịt, vẫn ăn cá bình thường, nhưng mà chỉ ăn thô khoảng 30%, 50%, nhưng mà họ rất là khỏe mạnh, rất là bình an. Cái ý tôi muốn chia sẻ ở đây là cái việc chúng ta bình an, cái việc chúng ta hài lòng, cảm thấy hạnh phúc từ sâu bên trong chính là một cái yếu tố chữa lành rất là tuyệt vời, rất là quan trọng, là một cái yếu tố chữa lành quan trọng nhất trong tất cả. Tại sao có một số anh chị, một số bạn trẻ khi mà ăn thô thì lại có một cái thời điểm là cảm thấy mình rất là không bình an? Có nghĩa là mình nhìn vào thế giới thấy rất là nhiều cái sự sai trái, thấy uống sữa là không tốt, thấy việc xài kem chống nắng là gây hại. Hoặc là có một số anh chị thì cảm thấy mình giống như là có một con quỷ trỗi dậy từ bên trong, có nghĩa là họ cáu gắt, họ giận dữ, mặc dù họ biết là họ đang ăn thô, một chế độ ăn rất là gọi là ăn chay, thì đáng lẽ mình phải bình an chứ, nhưng mà tại sao mình lại giận dữ, mình lại thế này thế kia. Các anh chị ăn thô sẽ có một cái thời gian là chúng ta khủng hoảng chữa lành về tinh thần, thì đây chính là khoảng thời gian đó, những cái sự giận dữ, những cái sự bộc phát, để chúng ta nhìn thấy cái tôi của mình. Khi mà thật sự tỉnh thức thì chúng ta nhìn thấy mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Nếu mà không có cái xấu thì chúng ta sẽ không biết được cái gì là tốt. Khi mà chúng ta không nhìn thấy cái sự bệnh tật thì chúng ta sẽ không hiểu giá trị của sức khỏe. Thì mọi thứ nó đều có hai mặt, và thật sự điều gì xảy ra nó cũng là tốt. Dù chúng ta có bám chấp, có tức giận, có bất bình, thì sự việc nó đã như nó đang là, nó đã xảy ra rồi, và nó vốn dĩ là như vậy. Nếu một ai đó có thể nổi giận thì mẹ thiên nhiên mới là người thật sự cần nổi giận.
bởi vì loài người của chúng ta đang khai thác quá mức thiên nhiên. Nhưng mà mẹ thiên nhiên vẫn yêu thương chúng ta, vẫn cho chúng ta một cái tình thương vô điều kiện, vẫn cung cấp cho chúng ta cây, trái, rau, quả, hạt, tươi sống, vẫn cho chúng ta rất là nhiều thứ, cho chúng ta ánh nắng, cho chúng ta mặt đất, cho chúng ta không khí. Khi mà chúng ta có tri giác, có cái trực nhận trong không gian tỉnh thức thì chúng ta có thể đồng hóa mình với thiên nhiên này. Chúng ta sẽ thấy sự bao dung và bình an ngay lập tức. Và nơi đó thì sự chữa lành xuất hiện. Hãy thử tưởng tượng nếu mà thế giới này không còn cái sự căng thẳng, mọi người đều đi với nhau với một cái vẻ hạnh phúc, bình an, hiện trú và tận hưởng, thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Và chính chúng ta là những người như thế. Và khi mà bước vào căn phòng, một người có mùi hương sẽ lan tỏa mùi hương. Khi chúng ta là những người tỉnh thức thì bên cạnh chúng ta sẽ họ sẽ nhận thấy cái mùi hương của người tỉnh thức. Cho nên các anh chị đừng lo lắng là chúng ta phải đi thay đổi thế giới. Chúng ta sẽ giúp cho tất cả mọi người biết đến những cái điều tốt đẹp. Chúng ta phải tranh đấu, chúng ta phải chứng minh, thì thật sự cái điều đó cũng không cần. Thế giới này nó đã rất là tuyệt vời, nó đã rất là tốt đẹp. Mỗi một cái xấu để chúng ta trân trọng một cái tốt, mỗi một cái điều chưa đẹp để chúng ta có thể nhìn thấy những cái điều tốt đẹp. Thì nhìn đi nhìn lại, thật sự không có gì là không bình an. Khi mà chúng ta nhìn trước thiên nhiên, một bông hoa, một cây cỏ, một cái hòn đá, nó đã rất là bình an ở đó. Nó không có cái tôi để bám chấp, không có sự hơn thua, không có cần chứng minh gì cả. Nhưng mà nó rất là tuyệt vời. Hầu hết những cái căn bệnh thời hiện đại là do căng thẳng, do cái sự bất an gây ra. Thì podcast hôm nay chúng ta đã đi qua tỉnh thức, chính là nơi mà sự bình an như là một dòng chảy không bao giờ ngừng lại, nơi mà chúng ta có cái sự chữa lành ngay lập tức. Và đó chính là yếu tố chữa lành quan trọng nhất trong tất cả. Hy vọng podcast ngày hôm nay đã mang đến cho các anh chị ít nhiều một cái cơn gió của sự bình an, của sự hạnh phúc, của cái sự hiện trú. Khi mà chúng ta ngồi đây lắng nghe nhau, trò chuyện với nhau, thì quá khứ nó không có và tương lai nó còn chưa đến. Thì chúng ta đang trò chuyện ở đây nó đã rất là hạnh phúc, rất là sung sướng, rất là bình an, rất là tuyệt vời. Chúc tất cả các anh chị trong tim có dũng khí, trong mắt có ánh mặt trời, luôn khát khao tri thức và luôn bình an. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.